chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật chính xác 100%, cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được trời Phật độ, số mệnh đắc tài phú quý, càng già càng giàu có, sung sướng hết phần thiên hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi chọn đời mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý, tài lộc hanh thông. Quý vị thân mến, ước mơ sang giàu, nhà đẹp, xe xịn, gia đình hạnh phúc từ lâu đã trở thành một tiêu cả đời của rất nhiều người. Có những người phấn đấu cả đời chỉ mong sao về sau có được ngôi nhà khang trang, con cái thành đạt, không cần thành ông nọ bà kia, chỉ mong gia đình hạnh phúc, tiền của dư dôi, chẳng cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Thế nhưng cuộc đời vốn là bất định, vận mệnh con người vốn đã được định sẵn. Tại thời điểm này bạn được quý nhân nâng đỡ, cát tinh cao chiếu, mà gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó, phú quý lâm môn, bạc tiền vô biên, thu hái tiền tỷ của thiên hạ. Nhưng tại thời điểm khác, bất ngờ bạn bị hung tinh chiếu rọi, bị tiểu nhân hãm hại, mà lụi bại cơ đồ, vỡ nợ, mất trắng, vận hạn kéo đến triền miên, nợ nần chồng chất. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận nhục nhã, cả đời bi thương một kiếp, nhưng vì kiên nhẫn đợi được thời thế, nên từ sau 55 tuổi là lúc tuổi Canh Tuất đón nhận thiên mệnh, đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Canh Tuất theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ 55 tuổi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì thì xin mời tín chủ chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, cuộc đời của một Canh Tuất là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắn nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của tuổi Canh Tuất luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tự thành về thân, nó là cuộc đời làm 10 chỉ mong được 5. Nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè người thân sâu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được 2-3 phần về mình. Cuộc đời của Canh Tuất là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết nhiệt thành, chuyển hóa nó thành vật chất trong tay, thị phi là có, hiểu nhầm là lắm, lừa bạc cũng nhiều, nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao trầm tư ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Canh Tuất chưa bao giờ bị ảm đạm mờ phai. Cho tất cả những gì Canh Tuất đã trải, chỉ biết nói cảm ơn bản thân vì đã luôn can trường lạc quan, sống thiện và lựa chọn trao đi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Xem tuổi Canh Tuất có thiên can là Canh Dương Kim, ghép với chi Tuất Dương Thổ. 1. Thiên can Canh là gì? Thiên can Canh đứng thứ 7 trong 10 thiên can, can này chỉ quả, trái cây được hình thành, Canh thuộc về Dương Kim, tượng là thiết trụ kình thiên, thanh bảo kiếm sắt, sắt thép cứng, lò luyện kim, dao kiếm, vũ khí, khoáng sản, có tính chất cứng chắc kiên cố, nhưng cũng có tính chống đối tranh thắng. Canh Kim là anh cả của các loại kim, nếu kim chỉ người, thì đây là người có tài về văn học, có tài làm kinh tế, còn nếu kim là vật thì nó vô cùng có ích. Tính cách thiên can Canh có phần mộc mạc, hào phóng, tính tình cởi mở nhiệt tình và trọng nghĩa khí, có tính hiếu thắng, có tính phá hoại, nhân duyên tốt dễ hòa nhập. Những người này có lợi nhiều hơn thiên can khác trong việc kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng chặt chẽ về đồng tiền nên rất phù hợp với nghề kế toán, thủ quỹ. Canh Kim thường có cá tính cương nghị, cương quyết, quả đoán, khẳng khái, có tính cách hiệp nghĩa, hay giúp người khi người ta gặp khốn khó, giúp người mà không mong người giúp. Ngoài ra, thiên can này còn mang tính hiếu thắng, thích xuất đầu lộ diện đứng mũi chịu sào, có đảm lược và hào sảng, cương trực, nên đa phần tuổi Canh Tuất thường mạnh mẽ quyết đoán, nhưng đôi khi dễ trở nên độc tài, chuyên chế, là người đa năng, trực tính và phần lớn sớm sống xa gia đình. Canh Tuất có tài về lập thuyết, có nhiều sở trường về kinh tế tài chính và quản trị, tuy cứng nhắc, độc đoán, nhưng họ cũng rất rộng rãi phóng khoáng, về tiền bạc thì họ rất phân minh. Một số ít cũng có năng khiếu về văn học nghệ thuật, bệnh thường gặp ở người can Canh là xương cốt, gân, phổi, ruột già, gan và chân. Điều cần lưu ý là bệnh ngoài da cũng thường có liên quan tới kim. Người Canh Kim dù là nam hay nữ, cần phải hào phóng cởi mở, nam giới thì càng cần phải mạnh mẽ hào sảng hơn nữ, nếu Canh Kim rụt rè yếu đuối thì khó mà nhập cách tốt. Phụ nữ Canh Kim rất nhiệt tình trong giao tiếp,
dung mạo xinh đẹp. Những người tuổi Canh Tuất cũng dịu dàng đoan trang, lúc trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn những người phụ nữ tuổi này rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ hợp tác cùng mọi người. Tuy nhiên, phụ nữ có mệnh khắc chồng cũng chỉ phụ nữ Canh Kim. Người mệnh Canh Kim phần lớn đều có cuộc đời trắc trở, đặc biệt là về phương diện tình yêu và hôn nhân, thường gặp nhiều sóng gió, phải đi vào chung vận mới được yên bề gia thất, con cái giỏi giang. Những người con trai can canh thường là những người có khí phách sung mãn, nên bộc lộ rõ ở tuổi Canh Tuất là những người có bản lĩnh kiên cường, dù gặp hoàn cảnh bất khả kháng. Họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác, họ cũng rất tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác, chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ. Họ sẵn sàng ra tay cứu giúp, Canh Tuất là mẫu người thành công, tương lai có địa vị, chỗ đứng trong xã hội ở mọi ngành nghề lĩnh vực. Về tính cách, can canh khá cứng rắn, cương quyết và độc đoán. Vì can canh là hành kim, nên nam tuổi này có tính tình can trường, hiếu thắng, rất trọng nghĩa khinh tài. Tuy nhiên, vì tính cách quá trực tính nên dễ mất lòng người. 2. Địa chi Tuất là gì? Địa chi là một thuật ngữ trong phong thủy dùng để chỉ 12 chi, tượng trưng cho 12 con giáp. Theo tử vi, tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, tính tình cương trực, ngay thẳng. Họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh sôi nổi, dám nghĩ, dám làm, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. Người tuổi Tuất thường có tính cách hướng ngoại và họ thích thử thách mới. Họ cũng có khả năng tự tin và khả năng quan sát cao. Họ có thể là những người có ý thức xã hội rất mạnh và có khả năng tự giúp đỡ cho bản thân và người khác. Người tuổi Tuất cũng có thể là những người có khả năng tự lập rất cao và họ thích tự làm việc mà không cần phải được bảo vệ hoặc hỗ trợ bởi người khác. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình. Không dễ gì bị người khác thuyết phục, điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất dễ trở thành một con người bảo thủ, trì trệ, nhưng bù lại họ rất tốt bụng, sống nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Nếu như bạn có một người thân là tuổi Tuất, bạn sẽ thường xuyên có cảm nhận như sau. Khi bạn gặp hoạn nạn, bạn tìm đến và yêu cầu giúp đỡ. Thậm chí chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ban đầu người tuổi Tuất sẽ đắn đo. Nhưng sau khi biết sự nhờ vả là cần thiết, họ sẽ không ngần ngại dốc toàn bộ tâm sức để giúp bạn. Đôi khi người tuổi Tuất còn xem trọng quyền lợi, lợi ích của người khác hơn chính lợi ích của mình. Và đó chính là bản tính của những người tuổi Tuất, giống như những người bạn tuổi Dần. Khi người tuổi Tuất cảm thấy không thoải mái, họ không bao giờ thể hiện một cách cầu thả thái độ. Họ rất bực tức bức bối, nhưng sau trận lôi đình, lập tức bình tĩnh. Các bạn phải biết rằng, người tuổi Tuất không tức giận nóng vội vì tật đố, mà họ tức giận vì lỗi lầm và thông thường. Mọi việc sau khi trôi qua họ không còn lưu giữ sự hận thù trong lòng. Nhưng nếu so sánh tuổi Tuất và tuổi Dần, thì người tuổi Tuất nhân từ và nghĩa hiệp hơn. Sở trường lớn nhất của những người tuổi Tuất là làm việc hết mình, đầy lòng trách nhiệm, rất đáng tin cậy. Làm việc hay trong sự nghiệp không bao giờ bỏ gánh giữa chừng, và điều may mắn là sự nghiệp của những người tuổi Tuất theo đuổi thường là cao thượng, có giá trị. Những người tuổi Tuất là hóa thân của công việc nghiêm túc, trung thành với nghề nghiệp, vì thế trong công việc, thành tích của những người tuổi Tuất rất cao. Trong các mối quan hệ bạn bè và xã hội, tính cách của người tuổi Tuất rất thân thiện, thích giao lưu với bạn bè. Tuy nhiên, họ cũng là những người khá nhạy cảm, đặc biệt là phụ nữ sinh năm Tuất. Nhiều khi họ đưa ra những quyết định phụ thuộc vào trái tim hơn là lý trí. Người tuổi Tuất cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống mới có thể gây dựng được sự nghiệp. Họ thích đi đây đi đó, họ xem đó là phần thưởng cho những nỗ lực của mình. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Tuất vượt qua gian nan, thử thách. Tuy nhiên, người tuổi Tuất có phần nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài ra cần sửa tính ham hư vinh, không kiên định, có vậy thì vận may tất sẽ tới. Đặc biệt, nữ giới tuổi này có sức hấp dẫn rất lớn với người khác phái, con giáp này là người sống vì gia đình. Quan niệm khá bảo thủ, nếu hai vợ chồng có hiềm khích, nghi kỵ thì nên cố gắng quan tâm chăm sóc thấu hiểu cho nhau. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Xem tử vi chọn đời, người tuổi Canh Tuất có tính cách hiền lành và thật thà. Họ đối xử chân thành với tất cả mọi người nên dễ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Họ thông minh,
tài giỏi, nhưng con đường làm giàu của họ lại không hề dễ dàng mà phải trải qua nhiều gian nan trắc trở. Trong cuộc đời được Phật Phổ Hiền Bồ Tát ban trí tuệ, là người khôn ngoan năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao. Đa phần không sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng có ý chí, cố gắng phấn đấu vươn lên để tự thân lập nghiệp, về sau 40 có sự nghiệp vững vàng. Lại được Quan Âm ban phúc, nên cuộc sống hậu vận có nhiều may mắn, có cả danh tiếng lẫn tiền bạc, tuổi già con cháu đông đầy, gia đạo tốt đẹp. Trong cuộc sống, nam mệnh được ông Quan Đế độ mạng có thể lực tốt, nữ mệnh được bà Chúa Tiên ban cho sức khỏe. Những người tuổi Canh Tuất đa số được hưởng thọ lâu dài trong khoảng 75 đến 90 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn sẽ gặp nhiều may mắn, được trời phú cho sức khỏe thể chất tốt, cả đời không lo bệnh tật. Ngược lại, nếu sống không ngay thẳng, nói lời dối trá, làm hại người khác, về già sẽ phải gánh chịu cuộc sống cô độc, đau khổ. Đầu tiên, xem tử vi tài lộc chọn đời, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Theo tử vi chọn đời, phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất khá tốt, lúc còn trẻ khó khăn, nhưng vì chăm chỉ vẫn đủ ăn đủ tiêu, tuy nhiên, cũng vào khoảng 30 năm trở đi, thì vấn đề tiền tài mới có cơ hội phát triển và đi lên, càng về sau gặp nhiều cơ may, nên tài lộc vượng phát, có nhiều mối làm ăn thu lời lớn, nhưng con giáp này nếu muốn tài lộc dồi dào hơn, cần phải biết cách chi tiêu đầu tư, dùng tiền vào chỗ cần dùng, không được tiếc rẻ, càng không được tiết kiệm không phải lối, rồi tiền bạc sẽ tự sinh sôi nảy nở, buông dây dài mới bắt được cá to. Tuổi Canh Tuất có lộc cách, nên dù làm nghề gì hay tự kinh doanh họ cũng có duyên với tiền bạc, tài sản, dễ giàu có, nhất là vào giai đoạn trung niên trở đi, hậu vận sung túc và cát lợi vô cùng. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Về sau con cái công danh thành tài, đều giàu có, tuổi Canh Tuất cũng được nhờ cậy, tài sản cứ ngày một tăng, cuộc đời về già không phải lo nghĩ về tiền bạc, thảnh thơi, an nhàn. Tuy nhiên, tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra, nếu theo nghiệp kinh doanh. Khi kết giao bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người thực dụng, xấu bụng tâm cơ, nên bình tĩnh, kiên nhẫn, chớ nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi Canh Tuất quên mất việc phải đề phòng người khác, mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ thương trường như chiến trường, trên thương trường không có tri âm tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Xem tử vi cho thấy, trong năm 2024, tức Canh Tuất 55 tuổi, chính là bước ngoặt đánh dấu sự thịnh vượng và đổi đời của Canh Tuất. Một khi thần tài đã gõ cửa thì Canh Tuất làm gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ hơn, trời sinh Canh Tuất vốn đã có số phú quý và quyền lực rồi. Sau những chuỗi thời gian vất vả thì tín chủ nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Đồng thời, vận khí và phúc khí sẽ củng cố sự nghiệp ngày càng vững vàng hơn cho tuổi Canh Tuất, tín chủ sẽ phát tài phát lộc. Có được sự thịnh vượng trong năm 2024 này, Canh Tuất có nhiều cơ hội để thăng tiến, lương thưởng tăng tiến, thu nhập ngày càng được cải thiện và bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, nhận về được một khoản thu nhập phải gọi là không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt, trong vận trình nửa cuối năm 2024, Canh Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, kết nối được nhiều mối quan hệ và được thêm nhiều quý nhân nâng đỡ. Nhờ vậy bạn sẽ có sự thuận lợi hơn trong việc thực hiện ước mơ của mình. Chúc tín chủ đón một giai đoạn mới phúc lộc đầy nhà, gia đình vui vẻ. Sự nghiệp chọn đời tuổi, Canh Tuất sinh năm 1970. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, sự nghiệp Canh Tuất ở mức khá, tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng. Ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân, có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Người tuổi Canh Tuất có cuộc đời khá gian nan, nhưng đầy mạnh mẽ, về sự nghiệp đi đôi với tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng, sự nghiệp cũng thăng hoa. Vốn là những người thông minh, hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức, nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Canh Tuất làm nghề kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Vì là người có suy nghĩ rất thực tế, Canh Tuất làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được. Nghị lực cao, tỉ mỉ cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn, họ cứ chăm chỉ, vùi đầu vào làm việc, từng bước,
từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định. Chính vì vậy, họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Người tuổi Canh Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Đặc biệt người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được, song nỗ lực hơn nửa đời, cuối cùng từ sau 40 tuổi, cũng có chỗ đứng vững chắc bởi số khổ trước sướng sau, nên nửa đầu trung vận vẫn chỉ đủ ăn tiêu hoặc dư giả chút đỉnh, nhưng từ nửa sau trung vận và hậu vận, may mắn ùn ùn kéo tới, làm ăn phát đạt, đầu tư một thu lời 10, tiếng tăm lẫy lừng, khiến mọi người ai cũng kính trọng, nể phục. Và theo tiết lộ mới nhất của giới tử vi, thì từ sau 55 tuổi, nhờ sự chăm chỉ và có nhiều mối quan hệ tốt mà sự nghiệp ở giai đoạn này vẫn có khả năng thăng tiến, thu nhập kha khá, gia đình vui vẻ hòa hợp, không cần phải bận tâm đến vấn đề tiền bạc, vốn dĩ trời sinh ra Canh Tuất đã được sở hữu tố chất tâm lý vững vàng, suy nghĩ tích cực, ổn định, họ luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh áp lực, tín chủ cũng rất thực tế, cần kiệm, chậm chắc tiến lên. Trong năm này, vận may của bản mệnh sẽ kéo dài từ đầu đến cuối. Canh Tuất nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, khởi đầu thế thời mới với vận trình công việc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp thăng hoa, ngày càng phát triển đi lên, bản mệnh trong thời gian tới này có thể mở rộng quy mô kinh doanh, quy mô đầu tư buôn bán, làm ăn của mình để gia tăng thu nhập. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất về tình duyên, gia đạo. Nam giới tuổi Canh Tuất là những người khoan dung, thấu hiểu lòng người, họ là con người của gia đình, có tình yêu bao la với con cái, cũng rất yêu thương bạn đời, tình cảm gia đình luôn nồng nàn thắm thiết. Nữ giới tuổi này luôn muốn giữ tình yêu trong sáng thuần khiết, nhưng họ không giỏi bộc lộ tình cảm, tuy rất chân thành với tình yêu, nhưng đôi khi lại quen với cảm giác cô độc, không giỏi nói chuyện, bầu bạn tâm tình. Song đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn lấy về làm vợ, họ rất chung thủy, một lòng một dạ với chồng con. Nếu vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên dành thêm thời gian trò chuyện để hiểu và thông cảm nhau hơn, tạo thêm nhiều cơ hội để có những kỷ niệm đẹp bên gia đình, hóa giải hiểu lầm. Trong tử vi, Mão và Tuất tạo nên một góc lục hợp, do đó, Mão được gọi là lục hợp quý nhân của Tuất. Tuổi Tuất nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con mèo để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Người tuổi Tuất còn hợp với người tuổi Dần và tuổi Ngọ, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Tuất. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Tuất là tuổi Mão, kết bạn với người tuổi Mão, vận đào hoa của các chú chó sẽ nở rộ. Về gia đạo, xem tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất lúc đầu nhiều đau khổ, nhưng sau cũng được yên bề gia thất. Tuy nhiên dù có hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường xảy ra những mặc cảm, làm cho giữa tình chồng và vợ không được hoàn toàn êm ấm cho lắm. Bạn nên bỏ qua những vấn đề cá nhân hay chuyện cũ trước đây để được an vui trong cuộc sống gia đình. Người tuổi Canh Tuất sống nội tâm, trừ những lần quá tức giận ra, họ rất ít khi để lộ tâm tư của mình ra ngoài, đồng thời họ còn có tính cố chấp bẩm sinh. Những nhân tố này sẽ có một số bất lợi trong đường tình cảm, tính cố chấp luôn đem lại phiền muộn cho họ. Họ lại là người không muốn để lộ tâm tư, nên chỉ có thể giữ phiền muộn lại trong lòng. Những người tuổi Canh Tuất nên tâm sự nửa kia, cố gắng mở rộng tâm tư tình cảm của mình. Người tuổi Canh Tuất sau khi kết hôn nếu biết nhường nhịn, vẫn sẽ có được gia đình bình an hạnh phúc. Trong đời sống gia đình họ rất biết quan tâm và chăm lo tới những người xung quanh, do vậy mà mọi người ít khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm, họ được các thành viên trong gia đình quý trọng nể phục, con cái cũng được họ nuôi dưỡng tốt, dạy bảo thành tài, về sau được nhờ cậy nhiều. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tuất về mặt sức khỏe. Xem tử vi chọn đời nhận thấy, tuổi Canh Tuất may mắn không có nhiều vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu là các bệnh như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, do áp lực cuộc sống và nhiều phiền muộn lo nghĩ nhiều. Nhưng rất may là các vấn đề sức khỏe này đều có thể được giải quyết nếu bản mệnh chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ cho tinh thần thoải mái. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, ít đau ốm hơn. Tuy nhiên Canh Tuất có nhiều kim tính trong tuổi. Khi kim vượng hay suy, thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ bị suy yếu nên lưu ý hơn. Đặc biệt, trong giai đoạn từ trung vận trở đi, Canh Tuất cũng có nhiều dấu hiệu thay đổi của tuổi tác rõ rệt. Riêng phụ nữ tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều thay đổi về da và cơ,
xương khớp, những đồi mồi, sạm da, nám da và cả loãng xương sẽ xuất hiện nhiều hơn. Một số anh chị vì tâm lý phiền muộn còn dễ nảy sinh tâm lý bất ổn, dễ cáu giận hay stress, mất ngủ, đau đầu. Đối với nam giới thì cũng dễ mắc các bệnh thông thường như các bệnh về phổi, viêm họng, viêm phế quản hay thậm chí bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp. Nhiều bệnh tật do tuổi trẻ không chăm sóc, giữ gìn sức khỏe cũng là điều dễ hiểu và do đó nguy cơ thiệt mạng khi ở độ tuổi ở bên kia sườn dốc là rất dễ xảy ra. Vì thế ta cần biết và tin điều này để từ đó hiểu rõ tình hình về giai đoạn quan trọng này, để sớm tìm cách cải thiện củng cố cho sức khỏe khi bước sang tuổi 55. Khi làm được điều đó thì trong tương lai sức khỏe của chúng ta mới được đảm bảo. Bước sang tuổi 55 với canh tuất sẽ không có gì đáng sợ nữa. Người ta thường nói, qua giai đoạn này mà không gặp bệnh gì quá nặng thì cơ hội chúng ta sống thọ đến 100 tuổi là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động, cân bằng cuộc sống, hướng tới những điều tích cực vui vẻ thay vì việc cầu khấn, nghĩ ngợi. Hãy xây dựng và phát triển sở thích cá nhân, cuộc sống của bạn sẽ càng thêm đủ đầy ý nghĩa. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Tuất là Phật A-di-đà. Nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ, che chở và phù hộ cho mình tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh tuổi Tuất là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là một trong các vị thần có tuổi thọ vô lượng thọ, không thể lượng được tuổi thọ. Ngài là vị giáo chủ của cõi cực lạc phương Tây. Phật A-di-đà được biết đến với 48 lời nguyện lớn trước khi trở thành Phật. Một trong những lời nguyện đó là sẵn sàng tiếp dẫn chúng sinh. Khi chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài, Ngài phù hộ chúng sinh giải trừ mọi phiền não, nhọc nhằn vất vả, có khả năng sáng tạo, đem lại lợi ích cho cả gia đình và xã hội, góp công xây dựng sự nghiệp nhà Phật, từ bi hỷ xả cho muôn loài, nhận được sự bảo hộ của Phật A-di-đà. Nếu người tuổi Tuất mang theo người những vật tượng trưng của Ngài, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn cả đời an lành cát tường. Đức Phật A-di-đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương cực lạc. Ngài có các tên gọi khác là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài cùng với Quan Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát được gọi là ba vị thánh của phương Tây. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 theo tháng sinh âm lịch. Theo tử vi phong thủy, người tuổi Canh Tuất sinh vào các tháng âm lịch khác nhau trong năm sẽ có nhiều sự khác biệt trong tính cách. Vận mệnh người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 1 tốt về đường sức khỏe, ít mắc phải bệnh vặt, họ chất phác, thật thà và rất biết cách cảm thông cho người khác. Nếu họ muốn làm nên nghiệp lớn thì cần thêm một chút nhạy bén và dám mạo hiểm. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 2 âm lịch. Họ tự tin làm chủ cuộc sống, biết được thế mạnh của mình nên không bao giờ rụt rè, e sợ. Tuy nhiên, người sinh vào thời điểm này nên biết tiết chế lời nói, tránh để người khác hiểu nhầm đang khoe khoang, tự tin thái quá. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 3 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 tinh tế khéo léo, biết dẫn dắt và làm chủ cuộc đối thoại, đường công danh thuận lợi, vận đào hoa lại càng vượng hơn nữa. Vì vậy, đừng ham mê sắc đẹp nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 4 âm lịch. Những người này không bao giờ ôm ấp tham vọng xa vời, do vậy, cuộc sống của họ rất tự do, thoải mái và biết hài lòng với những thứ mình có. Hơn nữa họ cũng là người hiểu biết, sống chân thành, biết cách ứng xử. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 5 âm lịch. Miệng lưỡi trơn tru linh hoạt nên thích hợp với những công việc tham mưu, tư vấn. Bản mệnh sinh ra đã ở trong điều kiện tốt, được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 6 âm lịch. Bản mệnh ham thích tự do, bản tính phóng khoáng, có chí hướng, trí thông minh của người tuổi Canh Tuất sinh tháng này rất đáng nể. Tuy vậy, đôi khi họ lại gặp khó khăn trong biểu đạt ý kiến. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 7 âm lịch. Bản tính đơn thuần chất phác, không vì tiền bạc của cải mà làm trái lương tâm. Vì vậy mà bản mệnh phải bôn ba, vất vả nhiều, nhưng về sau sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 8 âm lịch. Đây là người tính tình vận mệnh có nhiều điểm mâu thuẫn, họ thông minh tài trí nhưng lại dễ nản lòng. Cuộc sống của họ dựa vào lý trí,
nhưng lại có phần bốc đồng, sốc nổi. Xét tổng thể, bước đường công danh không có gì đáng ngại. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 9 âm lịch. Người sinh tháng này ruột để ngoài ra, gặp chuyện bất bình sẽ không uất ức nín nhịn, tuy không coi trọng tiền tài vật chất, nhưng nhờ tài hoa quyết đoán họ đều mưu sự tất thành. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ đường công danh sự nghiệp rộng mở, làm được chuyện lớn, họ có khí chất cao sang phú quý, thu hút người đối diện, đặc biệt là phái nữ lại càng có mệnh đào hoa. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 11 âm lịch. Tính cách người này cứng cỏi, có lập trường và đầu óc quan sát, đối với chuyện tình cảm phần lớn lận đận bởi bản tính đa nghi, dễ nảy sinh ghen tuông làm tổn hại tình cảm. Người tuổi Canh Tuất sinh vào tháng 12 âm lịch. Phúc lộc bản mệnh đầy nhà, con trẻ mà đã đạt thành công lớn, những người này được quý nhân phù trợ, anh em bạn bè hết lòng giúp đỡ, họ không vì vinh hoa phú quý mà đánh mất bản thân, coi thường người khác. Quý vị thân mến, khi bước qua tuổi 50, có 3 điều chớ nên khoe khoang trong cuộc sống mà tín chủ nên ghi nhớ để cuộc sống về sau vui vẻ và bình yên. 1. Khoe con cái, phụ huynh đương nhiên muốn thấy con mình được sống hạnh phúc nên khi con cái đạt được thành tích nhất định khi đi làm, đi học, người làm cha mẹ tất nhiên sẽ cảm thấy rất vui, nhưng nếu cha mẹ luôn thích khoe khoang thành tích của con với người khác thì chỉ có thể nhận lại được sự ngán ngẩm và ganh ghét của họ chứ không là sự ngưỡng mộ. Thế nên hành động như vậy rất không khôn ngoan. 2. Khoe gia thế, mỗi thành viên trong nhà đều có xuất thân của riêng mình. Những bậc phụ huynh khôn ngoan sẽ không phô trương thân thế của gia đình mình với bất cứ ai. Bởi vì trên đời này không phải ai cũng thật lòng muốn bạn sống tốt. Thế nên dù bạn có năng lực như thế nào đi nữa, thì cũng phải học cách khiêm tốn. Cha mẹ thực sự thông minh sẽ là người khiêm tốn. Họ sẽ chú ý đến việc trau dồi kỹ năng và chỉ dẫn con cái của mình đi đúng hướng. Tất nhiên, những đứa trẻ được nuôi nấng bởi những phụ huynh có tu dưỡng như vậy thường rất lễ phép và hiểu phép tắc, dù sau này lớn lên chúng không thật sự giỏi. Nhưng hiệu suất làm việc của chúng vẫn sẽ rất cừ. Khi còn nhỏ, con trẻ giống như một cây non nhỏ và cha mẹ là những người trồng vườn quan trọng nhất của chúng. Cha mẹ thông minh sẽ hỗ trợ con thiết lập những giá trị đúng đắn vì tư duy sáng suốt mới là kho tàng lớn lao của trẻ để phát triển về sau. 3. Khoe khoang cuộc sống hạnh phúc. Có một cuộc sống hạnh phúc là mong ước của tất cả mọi người. Khi may mắn có được điều đó, nhiều người thường chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với những người khác. Tuy nhiên, nên tiết chế việc khoe khoang những điều mình có, bởi những điều này có thể sẽ gây phản cảm hoặc sẽ khiến cho một số người xấu tính ghen ghét đố kỵ với hạnh phúc mà bạn đang có. Trên thực tế, trong cuộc sống này, ngoài người thân bên cạnh thì rất ít người vui vẻ hay thành tâm chúc phúc cho bạn. Thậm chí, niềm vui của bạn có thể là cái gai trong mắt người khác. Sau cùng hạnh phúc vẫn là điều nên giữ cho riêng mình, chứ không nhất thiết phải đi khoe khoang với thiên hạ. Càng khoe khoang mệnh chủ càng phải nhận về bao nhiêu lời dò xét, bình phẩm từ người ngoài. Đôi khi những lời nhận xét từ một người không liên quan đến cuộc sống của bạn lại có thể khiến hạnh phúc của gia đình bạn bị ảnh hưởng. Bởi vậy, làm người nên suy nghĩ trước sau để tránh gặp phải những phiền toái không đáng có. Ở tuổi xế chiều, con người vẫn cần học cách kiềm chế, khiêm tốn, thay vì khoe khoang những điều mình đang có. Hãy làm theo bổn phận, thu xếp ổn thỏa cuộc sống về già, quản lý tốt mối quan hệ giữa con cái và gia đình. Có như vậy, cuộc sống những tháng ngày về sau mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nếu lớn tuổi mà vẫn không thể kiềm chế cảm xúc, không thể từ bỏ một số thứ thì rất khó có được cuộc sống bình yên. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.